sáng ngày 15 tháng 2, lễ khai trương thư viện sách mang tên Thánh đường học tập long trọng được tổ chức. Tọa lạc trên một trong những con phố chính của Hà Nội, Thánh đường học tập của Linh Trung Tín đặt tại 12A Điện Biên Phủ, được bài trí theo phong cách hiện đại và chuyên nghiệp với 1.000 đầu sách về nhiều lĩnh vực, thực sự là không gian văn hóa bổ ích cho tất cả cán bộ nhân viên Linh Trung Tín sau những giờ làm việc căng thẳng. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Đoàn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc Tập đoàn, ban lãnh đạo các thương hiệu HKPhone, HKBuy và iMu và các nhân viên tiêu biểu của tập đoàn. Được xây dựng trên nền tảng của 4 phẩm chất cao quý, trung thực, ham học, tham vọng, chia sẻ, con người của Linh Trung Tín được hy vọng sẽ sống đúng và phát huy 4 giá trị cốt lõi này. Thánh đường học tập ra đời cũng không nằm ngoài mục đích phục vụ nhu cầu liên tục học hỏi, trau dồi kiến thức của anh chị em nhân viên. Chúng ta là cái doanh nghiệp rất là trẻ, gồm rất nhiều anh em thật sự là trẻ, chỉ biết rất là nhiều. Đấy. Thì anh muốn là khi chúng ta làm cái gì thì chúng ta cũng phải thể hiện cái quyết tâm rõ rệt cho toàn bộ các anh em trong công ty hiểu được cái ý nghĩa của chúng ta làm. Chúng ta biết được rằng là cái việc học là việc quan trọng đến như thế nào. Đấy. Nhưng giữa việc mà chúng ta nói và việc chúng ta làm là gì đối với nhau. Thế nên là anh muốn làm nơi này, làm nơi được thiêng liêng nhất, làm nơi chúng ta tôn thờ nhất, làm nơi chúng ta coi cái kiến thức và tri thức là hàng đầu. Mong muốn của anh thì về sau có thể là sẽ thành lập cánh trường đào tạo của tập đoàn Linh Trung Tín. Nhưng khi mà đối với chúng ta, cái doanh nghiệp chúng ta vẫn còn đang rất trẻ, các bạn rất trẻ như này, thì anh nghĩ là làm như thế này cũng đã là một cái cố gắng nỗ lực rất nhiều của tập đoàn. Cho nên là anh chúc là tất cả các anh em, toàn bộ tập đoàn chúng ta năm nay sẽ cố gắng học tập thật nhiều để tạo nền tảng để chúng ta có thể cảm đạt được rất nhiều cái thành công trong công việc cũng như cả trong cuộc sống. Trong tiềm thức của mỗi chúng ta luôn có ý nghĩ rằng học để biết. Tuy nhiên học để biết thôi thì chưa đủ. Khi Internet chưa có công cụ tìm kiếm Google thì người biết nhiều sẽ có lợi. Nhưng trong thời đại công nghệ thông tin, khi mà lượng thông tin là bình đẳng cho mỗi người thì học không chỉ để biết, học còn để hiểu, học để thay đổi tư duy, học để làm chủ và học để thành công. Đó cũng chính là phương châm, tâm niệm của những người đã thành lập Thánh đường học tập. Theo đó, mỗi ngày toàn bộ cán bộ nhân viên của Linh Trung Tín sẽ dành ít nhất khoảng thời gian là 1 giờ đồng hồ trước hoặc sau giờ làm việc để đọc sách, nghiên cứu. Cái việc mà thành lập một cái nơi học tập, anh nghĩ là đối với bất kỳ một cái doanh nghiệp nào, không riêng ở Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào, chắc chắn là việc vô cùng có ý nghĩa, quan trọng và cần thiết. Còn đối với Linh Trung Tín thì cái việc mà lãnh đạo, ban lãnh đạo mà thành lập cái thánh đường học tập ngay được trong năm nay thì anh đánh giá anh rất là vui, và anh cảm thấy là việc này sẽ mang đến cái hiệu quả rất là lớn cho cái việc phát triển năng lực nhân viên, cũng như giúp cho tất cả các anh em nhân viên công ty có thể thành công hơn và tổ chức mình thấy vươn xa hơn. Mình thấy là công ty HKPhone cũng như là các công ty khác trong cái tập đoàn, trong cả tập đoàn Trung Tín thì đều là những công ty rất là trẻ, và toàn bộ những đội ngũ nhân viên anh em trong công ty cũng toàn là những con người rất là trẻ và nhiệt huyết. Tuy nhiên thì cái mà anh em thiếu ở đây là những cái kinh nghiệm và những cái nhiều khi là kiến thức về chuyên môn cũng chưa chuyên sâu. Và cái thánh đường học tập này thì theo mình là một cái điều kiện, một cái môi trường tuyệt vời để cho tất cả mọi người có thể rèn luyện những kỹ năng, từ những kỹ năng dành cho bản thân cũng như là những cái kỹ năng chuyên môn. Hiệu quả học tập chính là thước đo đánh giá khả năng hoạt động và sự phát triển tư duy của mỗi nhân viên trong công ty. Để đạt được kết quả tốt nhất, ban học tập của tập đoàn Linh Trung Tín đã được xây dựng. Hiện tại, các đầu sách tại Thánh đường học tập được chia ra theo từng lĩnh vực: marketing, PR quảng cáo, quản trị, bất động sản, phát triển con người, vân vân, và sẽ dần dần được bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi, tìm kiếm thông tin của nhân viên công ty. Trong buổi lễ khai trương, anh Đoàn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc công ty cũng đã tặng 5 bộ sách cho 5 lãnh đạo xuất sắc nhất, đại diện cho toàn thể anh chị em nhân viên Linh Trung Tín, như một lời khích lệ tinh thần học tập đối với toàn thể nhân viên, với mục tiêu năm học tập làm chủ 2014 của tập đoàn. Sự ra đời của Thánh đường học tập nhằm đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của đông đảo nhân viên Linh Trung Tín trong việc học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn, xây dựng con người Linh Trung Tín với 4 phẩm chất cao quý là trung thực, ham học, tham vọng, chia sẻ, những nhân tố trực tiếp góp phần xây dựng và phát triển tập đoàn ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị thế của Linh Trung Tín trên thị trường Việt Nam.